Đây là cái đường Nguyễn Văn Trị, phố đi bộ Nguyễn Văn Trị quý vị. Thì vừa rồi đó, quý vị thấy cái cầu Hóa An nó đẹp không? Thật quý vị luôn, cầu rất là đẹp. Cầu này mà buổi tối đó, đẹp lắm. Có dịp Phú sẽ bay flycam buổi tối cho quý vị xem. Tại quý vị biết sao, ở Biên Hòa đó, bây giờ nó có nhiều cái điểm mà cấm bay flycam ấy, nhưng mà Phú không có biết rõ. À, không biết rõ nên là vẫn không biết là chỗ nào cấm hay không. Nhiều khi bay vào vùng cấm là người ta sẽ bắn rớt máy bay liền, cũng như là bị vi phạm pháp luật đó quý vị. Rồi buổi tối thì bay nhiều khi máy bay nó không có định hướng được ấy. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên nhiều khi cũng muốn bay quý vị xem mà không bay được. Đây là cái đường Nguyễn Văn Trị. Wow, sao đường này hôm nay nó vắng như ta. Wow, đường này nó vắng lạ thường luôn quý vị ơi. Mọi ngày đông lắm, nay vắng ghê hồn luôn. Đấy, quý vị thấy cầu đẹp như vậy mà nỡ lòng nào cứ lên nhảy xuống thôi. Khổ ghê. Ừ, cái đường này là nó sát với chợ Biên Hòa quý vị. Hôm nay cũng thấy nó vắng quá. Mọi khi vô đông lắm mà này vắng quá trời vắng. Hôm nay đâu còn cách ly nữa đâu mà nó vắng chứ. Đường Nguyễn Văn Trị, phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, đường hoa Nguyễn Văn Trị. Ha. Những cái công trình mà mừng xuân ở đây vẫn chưa có gỡ hết này. Châu đỏ, châu vàng vẫn còn đầy đây. Wow. Hôm nay đi xuống cái khu này thấy lạ thường quá. Chưa có vắng quá cái ai cả. Buổi sáng mà muốn đi vô đi dạo ở trong cái đường hoa này cũng khó lắm vậy, tại không ai giữ xe. À, đi nhiều khi đi hai người dựng cái xe dưới lề đường rồi vô ngồi chơi tí thôi đi ra, chứ còn nếu mà nói đi dạo dạo ở trong này thì khó lắm. Đây, tại chỗ này là khu vực chợ Biên Hòa các vị. Chợ Biên Hòa hôm nay thấy cũng vắng quá, giờ là gần 10 giờ sáng rồi, chợ không có đông như mọi khi. Phú sẽ đi thẳng cái đường này ra ngay khu vực chỗ cái đường Lê Thánh Tôn, dạo vòng đường Lê Thánh Tôn luôn, quay cho vị xem ha. Đây, tiện cái đường này quay luôn cho vị xem đường Lê Thánh Tôn chợ Biên Hòa. Đây quý vị, ngay chỗ này là cái đường Lê Thánh Tôn chợ Biên Hòa này. Tôi sẽ đi qua đường Lê Thánh Tôn này đi dạo vòng cho quý vị xem nha. Đấy, tiện đường là đi luôn. Đây quý vị, đây là đường Lê Thánh Tôn chợ Biên Hòa đây. Ồ, chợ Biên Hòa này vắng quá, vắng hoe. Đây xong thấy người đi chợ mấy ta. Xoài này, xoài chín cây 10.000 ký. Chà, thấy hôm nay chợ vắng hoa quá vậy. Chợ Biên Hòa này vắng quá. Hiểu lý do sao hôm nay vắng thật. Nay mới thứ ba thôi mà vắng như rồi. Đây là đường Lê Thánh Tôn, chợ Biên Hòa. Đi thẳng cái đường này ra cái đường Nguyễn Thị Hiền, rồi hú ra cái đường Cách mạng tháng 8 ha. Quay một ít như vậy cho quý vị xem. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá.
Đây, ra ở đây là chúng ta ra cái đường Nguyễn Thị Hiền đây quý vị. Đấy, Đông Hưng nè, tiệm bạc Đông Hưng, đường Nguyễn Thị Hiền. Ở đây còn một số cái nhà mà từ thời xa xưa, vẫn còn những cái biển hiệu cũ từ thời xa xưa. Vắng quá, chợ Biên Hòa hôm nay vắng quá. Đây là đường Nguyễn Thị Hiền quý vị. Vĩnh An đường. Đây chúng ta ra cái đường Nguyễn Trãi, ra ngã ba Phạm Lung. Đây quý vị, ngã ba Phạm Lung. Rồi chúng ta ra cái đường Cách Mạng tháng 8 ha. Đó. Ở đây là cái tiệm điện tử của Phú này quý vị. Đấy, Phú đó, tiệm của Phú đó. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường 30 tháng 4. À, cái hướng từ nhà thờ Biên Hòa đi về hướng công viên Biên Hùng. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng quý vị ơi, nắng gắt quá. Thật sự cái thời gian này là cái thời gian mà khá là oi bức ở Biên Hòa. Nó nóng đến cái mức độ mà nếu mà quý vị cứ vừa đi ra ngoài đường xong á, mà quý vị về nhà là quý vị chỉ muốn đi tắm thôi, muốn đi tắm liền để cho nó mát, nó nóng quá. Cho dù có đi vô ngồi máy lạnh đi chăng nữa ấy, quý vị vẫn cảm thấy là nó rất là khó chịu cái người, nó cứ dính dính rít rít cái người khó chịu lắm, phải đi tắm ngay. Nhiệt độ trời như này thì phải khoảng cỡ 32-33 độ là ít quý vị, 32-33 độ. Đây là 10 giờ sáng. Bên này là chợ Lò Bò quý vị ha, chợ Lò Bò. Rồi đến trưa trưa mà tầm khoảng cỡ 12 giờ hoặc là 1 giờ trưa, thật sự quý vị đi ra ngoài đường cái nắng nó chiếu vô mắt mà Phú cảm tưởng như là nó muốn nổ con mắt luôn. Nó nắng kinh khủng. Lúc đó là nhiệt độ nó rơi vào khoảng 37-38 độ, có hôm nó lên tới 40-41 độ luôn. Trời ơi nó nóng kinh khủng, nóng quý vị. Biên Hòa với ngày hôm nay là cực hình về nhiệt độ. Đi qua con đường này cho quý vị xem một số quang cảnh ở đây. Hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021. Ngày mà Đồng Nai được mở cửa lại tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, những quán lớn lớn. Không còn phải cái tình trạng là giãn cách, cấm tập trung 30 người nữa. Đấy, được thoải mái lại rồi. Nói chung là được thoải mái lại hết rồi các bạn. Mà hoạt động nó quay trở lại bình thường hết. Đấy, rất là tuyệt vời. Rất là sướng. Cái cảm giác mà cái quán nào cũng được mở ra hết và được hoạt động bình thường nó rất là sướng vậy. Cái này là công viên Biên Hùng, cái vòng xoay tháp đồng hồ. Đây Phú đi thẳng về cái hướng đường 30 tháng 4 ha. Đường 30 tháng 4 đi ra ngay chỗ ngã ba Vườn Mít, dốc Ngô Quyền. À, công viên Biên Hùng bên kia. Vòng vòng đây coi tình hình đây thế nào vậy. À, khu vực này nó chính là phố shopping cách đây khoảng có 10 năm trước. Đây chính là khu vực phố shopping nhộn nhịp náo nhiệt ở Biên Hòa, lúc nào cũng người đông như kiến, chen lấn đủ thứ để mà mua đồ. Cứ bảo đi xuống Biên Hòa mua đồ là chỉ có vòng vòng khu này thôi, đâu đi đâu đâu. Mà giờ thì trời ơi, có ai mà muốn qua cái đường này mấy nữa đâu. Bây giờ là người ta, đa số người ta muốn qua cái đường Võ Thị Sáu, cái đường ăn chơi giải trí bậc nhất ở bên kia, không ai muốn qua cái đường này hết. Ta đang ngay khu vực dốc Ngô Quyền.
vẫn chưa mở cửa hết nữa. Ở đây người ta buôn bán trễ quý vị. Buôn bán trễ lắm quý vị thấy không? Cả 10 giờ sáng chưa mở cửa nó thật sự luôn. Ta bán rất là trễ. Bán trễ mở cửa ra cái đến trưa rồi, trưa cái lại nghỉ trưa coi như là mất buổi sáng. Không có giống như là ở Hồ Nai hay Tân Mai, đây bán trễ lắm. Ngoài đường thì rất là đông người nhưng mà cửa hàng hai bên vắng vẻ. Đây là trường Ngô Quyền, trường trung học Ngô Quyền. Đấy, chống tan học luôn. Chống tan học có nghĩa là hơn 10 giờ, ít nhất là 10 rưỡi, có khi là 11 giờ đấy. Tại nhiều khi Phú không có coi đồng hồ ấy. Trễ lắm rồi. Vắng hoe. Ta đến ngay chỗ này là cái công viên đài kỷ niệm ấy, ngã ba Vườn Mít. Bên này là trường cao đẳng mỹ thuật này. Đấy, trường mỹ thuật từ hồi xưa đến giờ luôn quý vị nha. Trường mỹ thuật trang trí ấy, từ xưa đến giờ. Ở đây trường Trịnh Hoài Đức, trường Trịnh Hoài Đức rồi trường Trần Hưng Đạo. Hồi xưa là trường Khiết Tâm gì đó. À, người ta làm toàn hai cái trường này. Hai cái trường mà được gọi là trường dành cho các cậu ấm cô chiêu ở Biên Hòa. Nhà nghèo nghèo là vô không nổi đâu. Chúng ta chờ đèn đỏ ngay khu vực ngã ba Vườn Mít quý vị. Chỗ này mà vượt đèn láo nháo là qua kia là ăn đòn ngay. Đây camera nhiều lắm, trốn không thoát nổi đâu. Rồi ta đi tiếp quý vị. Người ta vừa mới làm những cái bót như thế này này, những cái bót như thế này cho các chú công an giao thông ngồi đây cho khỏi nắng để điều tiết xe quý vị. Điều tiết xe khi xe mà nó kẹt xe rồi, các cái làn đường mà nó đi không có đúng hướng rồi thì người ta sẽ điều tiết xe, tránh cái tình trạng mà ùn tắc giao thông. Đây Phú đi tiếp cái đường Nguyễn Ái Quốc. Chỗ này mát ghê. Từ khúc mà quảng trường Biên Hòa đi về tới Phúc Hải, cái đoạn này là cái đoạn mà Phú thích nhất. Nó rất là mát, mát cực kỳ mát luôn. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Và quý vị muốn xem ở khu vực nào thì quý vị vui lòng để lại cho Phú những cái dòng bình luận phía dưới nha. Phú sẽ sắp xếp thời gian và đi qua chia sẻ quý vị. Ở đây là các cửa hàng là giờ này mở cửa hết rồi, buôn bán hết rồi. Ở đây thì nhộn nhịp rồi. Khúc dưới dốc Ngô Quyền vắng vẻ quá. Đấy, Phú quay cho quý vị xem này, cái đoạn chỗ này. Giờ này là các quán ta mở cửa hết rồi, ta buôn bán ầm ầm đây rồi. Biên Hòa là người ta vẫn còn rất là nhộn nha. Đấy, quý vị thấy không? Khu này là các quán mở ra nhộn nhịp hết. Cà phê, ăn sáng. Đông vui quá trời.
Bây giờ người nào cũng ra bán hết, và người ta bán theo cái dạng mà quán cóc quý vị. Quán cóc thì giá thành nó cũng dễ chịu hơn là những quán lớn, và đầu tư cũng không cần phải đầu tư nhiều. Đấy, chỉ cần một người vừa làm chủ vừa làm nhân viên luôn. Đấy, mở ra tự bán hết luôn, phục vụ hết luôn, khỏi cần thuê nhân viên, làm được nhiều ăn nhiều, khỏe re vậy. Còn giờ mở một quán lớn hoành tráng ra thì phải thuê nhân viên, giấy phép kinh doanh, đóng thuế đủ thứ các kiểu hết. Đấy, thấy không? Đấy, cái quán mà chỉ cần mà ngày kiếm lấy cỡ chục 20 người, bán cỡ chục 20 ly cà phê khỏe re, đủ tiền chợ vậy ha. Dân mình là hay gọi là đủ tiền chợ. Khúc này là ngay chỗ Phúc Hải các vị, chợ Phúc Hải, chợ Tân Phong bên này nè. Mấy hôm nay sao Phú để ý sao chợ nó vắng quá các vị ơi, chợ vắng quá, quá vắng luôn, không ai đi chợ mua đồ ăn hay sao vắng thế. Ngay khu vực chỗ nhà thờ Phúc Hải này các vị. Đấy. Đây là nhà thờ Phúc Hải. Chỗ này là cái khu vực mà có rất là nhiều những cái quán cơm bình dân. Cơm bình dân 25.000 phần, 30.000 phần. Đây, tới đây là chúng ta sắp sửa đến nhà lao B5 cũ luôn rồi. Đây. Đây quý vị, khu vực nhà lao B5 cũ nè. Bữa có nhiều quý vị là yêu cầu Phú vào đây quay lại cái quang cảnh ở đây, nhưng mà Phú vào thì người ta đóng cửa không có vào được quý vị. Bây giờ người ta không có cho vào thoải mái như hồi trước nữa rồi. Đấy, bây giờ là không biết là ngày nào là ngày được mở cửa để vào. Hồi trước là người ta cứ mở cửa cho vào thoải mái, giờ không cho vào nữa. Rồi, đến đây thì Phú xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nha.